chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh One Piece Toys Collector của mình. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi clip mình khui thùng Chopper đến từ hãng Sume nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khui cái thùng đầu tiên ra nha. Thùng mà mình đã khui ra thì như các bạn cũng thấy là cái thùng này có hai màu đặc trưng của Chopper, đó là màu xanh và màu hồng. Thì ở mặt trước là có hình của Chopper. Còn đây là cái mặt phía sau. Cái thùng số 1 này thì hơi nặng một chút vì có phần thân của Chopper Monster khá là to. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khui tới cái thùng số 2. Cái thùng này nhỏ nhỏ hơn cái thùng đầu tiên một chút, cũng đỡ nặng hơn một chút. Cái thùng số 2 này thì cũng có màu sắc tương tự như là cái thùng số 1. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn lại chi tiết của từng thùng nha. Và đây là cái base mà mình đã lấy ra từ cái thùng số 2. Thì để mình quay cho các bạn xem một vòng nha. Thì cái base này là cái base mà nặng nhất mà mình đã khui từ trước khi mình. Thân của Chopper Monster mà mình đã gắn lên cái base. Và đây là cái chi tiết tiếp theo. Và đây là một trong những cái dạng của Chopper mà mình rất là thích. Và đây thấy là rất là đẹp nè. Bây giờ mình sẽ gắn vô. Cái chi tiết tiếp theo, Chopper trong dạng sừng. Chi tiết này thì nó nằm ở đây nha.
tiếp theo là Chopper trong cái hình dạng cung phu, rất là bận. Và đây là Chopper dạng cơ bắp rất là bự luôn á các bạn. Khi mà lấy ra thì các bạn chú ý hai cái chỗ này coi chừng gãy nha. Và đây là em Chopper trong cái hình dạng mà mình yêu thích nhất, Chopper kẹo bông. Sừng rất là dài. Cái bản tên đặc trưng của Sumi thì trong số 2500 bản thì cái bản của mình là số 2087. Như vậy là mình đã ráp xong cái con Chopper này, thì đây là cái thùng hàng mà mình đã chờ đợi gần tới 3 năm nó mới về được tới. Nhưng mà về chất lượng thì hàng của Sumi thì các bạn cũng biết rồi, rất là chất lượng, những cái chi tiết nó rất là sắc nét và đẹp. Con này nó vô cùng là nặng luôn. Và cũng lâu rồi mình không có làm clip, thì mong là các bạn vẫn chưa có quên mình, và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở những clip sau nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. We'll be right back.